Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Mình là Khánh ha. Thì có vài khách hàng đến showroom rồi hỏi mình là không biết là bên Thiên Vũ làm clip thì có phải làm nội dung trước hay không, rồi có kịch bản trước hay không, rồi học thuộc cái kịch bản đó rồi lên đây nói. Nhưng mà thực tế không biết mấy bạn khác làm sao, nhưng mà mình thì mình là như thế này. Có nghĩa là mình tư vấn chia sẻ cho khách hàng như thế nào, mình tư vấn như thế nào thì lên đây mình sẽ nói như thế, nên là phong cách của mình sẽ hơi gần gũi với mọi người một xíu ha. Rồi nói sơ về một xíu vậy thì đề tài hôm nay, trở lại với đề tài hôm nay, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái giải pháp mà phòng xem phim rất là mới đối với thị trường Việt Nam. Đó là một cái phòng xem phim mà di động. Phòng xem phim di động là gì thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người sâu hơn. Bắt đầu thôi. Ok, thì phòng xem phim di động tức là sao? Tức là các thiết bị nó sẽ rời với nhau. Các thiết bị không có kết nối với nhau qua dây nhợ hay gì hết. Tất cả đều là wireless hết. Tất cả đều là không dây hết. Thì thời gian gần đây thì mình thấy cái xu hướng này nó đang được phát triển và được nở rộ. Và một số hãng đã bắt đầu triển khai cái kiểu phòng xem phim này rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người khoảng 3 dàn, 3 phong cách khác nhau của 3 thương hiệu lớn trong cái thị trường audio Việt Nam. Đầu tiên mình sẽ nói về thương hiệu Denon ha. Denon vừa rồi thì ra một cái con sao ba khá là mới, đó là con sao ba Home 550. Một con sao ba wireless bình thường thôi ha. Tuy nhiên cái con sao ba này đặc điểm của nó có cái hay là nó sẽ kết nối được với những cái sub sao ba của Denon và kết nối được với hai cái loa xoa sao ba 150 Home nhỏ nhỏ của Denon luôn để thành một hệ thống xem phim 5.1. Đó, tức là khi mình kết nối vô hai cái loa đặt sau và tất cả những loa này chỉ cần cắm điện vô là xài nha mọi người, kết nối với nhau hoàn toàn bằng wireless bằng không dây hết nha mọi người. Không cần tốn một cọng dây nào hết, mình chỉ cần cắm điện vô thôi, hai cái loa hai phía sau. Sao ba phía trước và một cái subwoofer. Vậy là mình đã có một dàn xem phim rồi. Ưu điểm của nó thì mọi người biết rồi đó, hai cái loa đằng sau thực tế nó không phải loa surround. Thực tế nó đã có nó cũng có một cái hệ điều hành riêng của nó cũng có Bluetooth này kia. Thì thật ra những cái đó mình có thể hoàn toàn làm thành những cái loa mà loa di động nghe trong nhà, nghe nhạc trong phòng ngủ, nghe nhạc trong phòng khách thoải mái bình thường. Tuy nhiên nếu cần thiết mình cần tận dụng mình bê được cái loa đó vào trong cái con sao ba và mình tích hợp luôn thành một cái dàn xem phim 5.1. Rất là tiện lợi phải không mọi người? Ngoài ra mọi người có thể mang đi chơi được luôn. Đó, rất là tiện lợi. Ok, đến thương hiệu thứ hai, đến từ một cái thương hiệu Mỹ, đó là Bose. Thì giải pháp của Bose nó cũng không khác gì giải pháp của Denon lắm. Nó cũng thực hiện một cái, nó cũng xài với con sao ba là sao ba 900. Nó có Dolby Atmos luôn. Đó, rồi cũng xài một cái subwoofer, hiện tại xài sub thì là xài sub 700 thôi. Nhưng mà trong tương lai sẽ ra những con sub 900 để phù hợp với bộ đó. Và tiếp đó nếu mọi người muốn hai âm thanh surround nữa thì mọi người mua thêm hai cái loa Bose surround. Đó. Thì hai loa này khi đó chỉ cần cắm điện vô là nó sẽ kết nối không dây luôn với con sao ba và con sub, nó sẽ tạo thành một hệ thống 5.1 cho mình, một cái phòng phim 5.1 cho mình luôn, hoàn toàn di động, kết nối không dây, chỉ cần cắm điện là xong. Tuy nhiên cái giải pháp của Bose này thì nó không hay bằng cái giải pháp của thằng Denon. Không hay bằng giải pháp của bên thương hiệu Denon, bởi vì là Denon thì những cái hai cái loa đằng sau á mình có thể tách ra, mình làm một cái loa di động rời luôn. Nhưng với cái loa Bose Surround thì thật tế nó chỉ phục vụ riêng cho cái dàn đó thôi, mình không thể tách nó ra, mình không thể nghe nhạc trên nó riêng trên nó được, mà nói chung là nó chỉ làm nhiệm vụ là surround cho cái dàn sao ba thôi. Và cuối cùng là một giải pháp đến từ một thương hiệu của Đan Mạch ha mọi người. Đó là thương hiệu Dali. Thương hiệu Dali thật ra thì vào thị trường Việt Nam cũng khá lâu rồi, từ năm tầm 2018 2019 đã vào thị trường Việt Nam rồi. Và đến nay đã được khoảng tầm 4 đến 5 năm và các giải pháp họ đưa ra nó sử dụng công nghệ rất là mới, rất là hay. Thì đầu tiên là họ sẽ có đầu tiên họ giới thiệu cho bên mình là một cái dàn nghe nhạc không dây trước, tức là nó xài qua một cái cục sao hấp cộng hai cái loa phông. Tuy nhiên sau này nếu mà cái cục hấp đó, nếu mọi người thêm những cái cạc attention của nó cũng của thương hiệu Dali luôn thì mọi người sẽ kết nối được nó với những cái loa Bookshelf và loa Center cũng ACTI luôn, cũng không dây luôn. Đó, kết nối thành một hệ thống xem phim rất là hoàn chỉnh như một bộ dàn xem phim mà truyền thống trước giờ hay làm.
là có center, có loa phông, có surround đằng sau. Nó thậm chí nó có cho Dolby Atmos cũng được luôn, là cái loa âm trần rất là mỏng như thế này, loa chiều tường rất là mỏng như này, mình có thể để lên trên mình làm Dolby Atmos được luôn, và là ACTi luôn nha mọi người. ACTi hết, không dây hết, kết nối với nhau hoàn toàn không dây. À, rất là hay. Giải pháp này thì nó sẽ mắc tiền và nó sẽ cao cấp hơn hai giải pháp mình đưa ra phía trước. Tuy nhiên là giải pháp này gần như là mọi người có thể nghe nhạc được trên bộ dàn này luôn, bởi vì thực tế nó về cơ bản DALI và cái bộ sau hấp đó là một bộ dàn nghe nhạc không dây. Trước mắt nó là một bộ dàn nghe nhạc không dây đã. Và âm thanh của DALI thì mọi người biết rồi, âm thanh bên châu Âu thì họ rất là tinh tế và rất là chi tiết và nghe nhạc rất hay. Và khi đó họ chỉ cần thêm một cái những cái sao kẹt rời mình cắm vào là mình đã có một hệ thống xem phim không dây rồi. À quên, mình chưa đến sub. Sub thì với hệ thống DALI thì họ sẽ kết nối bằng sub của SVS nha mọi người. SVS cũng có những cái sub hoàn toàn không dây luôn. À, mình chỉ cần đặt bên cạnh rồi có cạc Bluetooth cắm vô là xong. Một hệ thống hoàn toàn wireless. Vậy thì mọi người sẽ thắc mắc là ủa tại sao lại phải đầu tư một cái dàn xem phim di động như vậy, mình lắp dàn cố định cũng được mà, chất lượng âm thanh nó sẽ hay hơn mà. Cái dàn âm thanh mà di động á, nó sẽ có lợi gì? Thứ nhất, như cái giải pháp của Denon như mình đã nói, là hai cái loa surround phía sau nó bản chất nó là một cái loa di động có Bluetooth này kia và wireless này kia, thì mình nó hoàn toàn mình để sử dụng cá nhân được, từ các mình có thể nghe nhạc trong phòng, nghe nhạc ở khắp nơi. Và sau khi nếu cần nó, mình có thể tận dụng nó làm luôn thành một cái hệ thống xem phim cho mình. Rất là tiết kiệm phải không mọi người? Đó, ngoài ra cái lợi điểm thứ hai là gì? Di động mà, ngay từ đầu là di động. Di động tức là tất cả wireless, mình có thể di rời cái bộ dàn này đến một nơi khác mà hoàn toàn nó không rắc rối, nó không phải cắm dây rườm ra. Ví dụ như mọi người để bộ dàn xem phim ở trong phòng đi, ở trong phòng khách, tuy nhiên đến một ngày mình muốn phòng khách của mình nó trống hơn một xíu, hoặc mình muốn sửa sang lại một xíu, mình muốn rời cái dàn đó lên phòng ngủ, thì làm như thế nào? Rất đơn giản, rút điện ra lên đó cắm là xong. Rất đơn giản phải không mọi người? Có nghĩa là rất tiện lợi cho vấn đề di chuyển, mà thực tế là cái nhu cầu di chuyển bộ dàn là có chứ không phải không. Đặc biệt một số khách hàng của Thiên Thiên Vũ còn rời nhà nữa cơ. Dàn phim nếu mà rời thì mọi người biết rồi, tất cả những dây mà mình đã đi rồi là phải bỏ đi hết. Và thật ra là dây xem phim khá là mắc tiền và đi khá nhiều. Hầu hết tiền dây của hệ thống xem phim nó cũng phải rơi độ khoảng từ 10 đến 15, thậm chí 10 đến 15 triệu, thậm chí có những bộ dàn sử dụng dây chất lượng cao thì nó đến 20-30 triệu riêng cái tiền dây. Mà mọi người tưởng tượng đi, 20-30 triệu nếu mình rời sang một căn nhà khác, mình muốn tận dụng lại toàn bộ dàn, mình rời sang căn nhà khác thì coi như 20-30 triệu đó gần như mình không tận dụng lại được, bởi vì bộ dàn xem phim hầu hết là đi loa âm, đi dây âm hết rồi. Nếu mà mình muốn tháo ra là gần như mình phải đục khoét tường ra mình mới lôi được cái dây đó ra, và nó rất là cực công mà nó cũng không đủ số mét, nó rất là khó tận dụng lại, nó rất là ít. Đó, thì có với cái giải pháp dàn xem phim di động, dàn xem phim wireless này thì mọi người có thể rời đi bất cứ đâu, bất cứ căn nhà nào mà mọi người muốn, rời sang phòng này sang phòng kia mà rất dễ nha mọi người. Mọi người chỉ việc rút dây ra cắm và đặt lại đúng chỗ cũ, và mọi người kết nối bấm lên là nó đã, một khi nó đã kết nối với nhau rồi là nó sẽ nhớ hết, là nó sẽ biết các thiết bị đã từng kết nối với nhau. Là mình giống kiểu như mọi người xài cái sub sau 3, nếu mà ai đã có xài cái Bose sau 3900 rồi mọi người biết, mọi người rời cho khách một lần kết nối duy nhất mà sau đó là nó nhớ luôn, cứ mở lên là nó xài thôi. Đó, thì cái dàn xem phim wireless của mình nói cũng như vậy luôn, một khi đã nhớ rồi là về sau mọi người cứ cắm vô là tự động auto thiết bị nó hiểu và nó thành một dàn 5.1. Mọi người không phải gọi kỹ thuật sang ở cân chỉnh cho anh chị lại cái bộ dàn này, không cần. Mọi người có thể tự làm ở nhà luôn, tự rời, tự cắm dây lại, bởi vì nó là plug and play, cắm vô và xài thôi. Rất đơn giản ha mọi người ha. Có thể mọi người đã quen với cái thuật ngữ là dàn karaoke di động ha. Nó là những cái loa có ACTi, có Bluetooth này kia, như những cái dòng Bose Pro nè, L1 Pro Series nè, rồi một cái dòng mới nhất mà Thiên Vũ mới đưa về kinh doanh cũng khá thành công, đó là dòng Electro Void 30M. Thì những dòng đó là những dòng loa cột, rồi di động, rồi có pin hoặc không có pin, thì mọi người có thể xách và di chuyển đi, chỉ cần thêm một cái mic echo nữa là mọi người luôn có một dàn karaoke di động thoải mái, có thể mang đi chơi, mang đi du lịch, mang đi bất cứ đâu mọi người muốn. Thế thì tại sao phòng phim mình lại không làm được như thế? Vậy nên là Thiên Vũ đã nghiên cứu và đưa
và chọn một số giải pháp cho, để giới thiệu cho mọi người những cái dàn xem phim mà nó linh hoạt được, di chuyển được, một dàn xem phim không dây, hoàn toàn không sử dụng dây, có thể di động được. Ok, cái gì có ưu thì cũng có nhược ha. Thì cái nhược điểm của cái dàn xem phim mà di động này là gì? Tất nhiên đó là nhược điểm, đó là giá thành cao. Thì dĩ nhiên là mọi người một người trải nghiệm một cái công nghệ mới, mọi người sử dụng một cái tính năng mới, một tính năng gọi là đột phá hơn, thì chắc chắn là chi phí đầu tư nó sẽ cao hơn. Ví dụ như những cái dàn đèn nông thì nó cũng phải đổ rơi độ khoảng 50 triệu, rồi Bose thì nó mắc hơn một xíu, tầm năm mấy 60 triệu, rồi cái dàn DALL-E mà mình giới thiệu cho mọi người nhìn vậy thôi chứ nó cũng phải tầm đến 200 triệu một bộ dàn. Thì chi phí khá là cao. Tuy nhiên cái trải nghiệm mang lại thì nó sẽ hoàn toàn khác biệt. Thiên Vũ luôn tìm tòi và học hỏi để đưa về những bộ dàn mới, những giải pháp mới để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất cho cái bộ dàn âm thanh của mình ở nhà. Thì vì vậy nên là Thiên Vũ luôn mong muốn gặp được những khách hàng mà thật ra có tâm huyết và có đam mê với ngành để có thể mang về Thiên Vũ những cái bộ dàn tốt nhất, những cái sản phẩm tốt nhất và những cái công nghệ mới nhất hiện nay của những cái audio hàng đầu trên thế giới. Ok, vừa rồi thì mình mới giới thiệu cho mọi người một cái giải pháp rất hoàn toàn mới cho cái bộ dàn xem phim. Thì không biết mọi người đánh giá sao về cái giải pháp này thì mọi người cho mình ý kiến ha. Mọi người có thể comment phía dưới hoặc là mọi người có thể gọi điện vào trong số hotline của Thiên Vũ để cho Thiên Vũ ý kiến ha. Còn mọi người có muốn thắc mắc thêm hoặc muốn Thiên Vũ giải thích rõ hơn về bộ dàn này, nó tính năng như thế nào, công năng như thế nào, nó có thể làm được những gì á, chi tiết hơn xíu nữa thì mọi người có thể đến showroom để mình có thể tư vấn trực tiếp, hoặc đến gọi đến số hotline thì mình có thể tư vấn và chia sẻ cho mọi người nhiều hơn những kiến thức mình đang biết. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.